Mọi người có thấy TikTok chưa mọi người? Ai thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha, cho em thấy mọi người luôn nha. Hello Captain New. Mọi người ơi, mọi người đã thấy TikTok chưa ạ? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây đi, cho em thấy mọi người luôn nha. Hello hello, có ai thấy TikTok chưa ta? Nguyễn Thành luôn ạ. À. Tôi chào Nguyễn Thành luôn nha. Mọi người ơi, còn ai thấy tốt nữa thì mọi người comment lên đây đi cho tôi thấy mọi người luôn nè. Hello. Hello hello. À, em chào anh Việt Nguyễn luôn nha. Hello anh Việt Nguyễn luôn nè. Mọi người ơi, còn ai thấy tốt tốt nữa thì mọi người comment lên nhiều nhiều luôn nha. Khi nào tôi thấy mà view tăng lên là tôi sẽ tổ chức mini game liền luôn, lên câu đố liền luôn á. Anh thấy tức rồi, em thấy anh quá khứ luôn rồi nè, thấy anh quá khứ rồi nha. Rồi mọi người ơi, còn ai thấy tức nữa thì mọi người comment cho tức liền luôn được không ạ? Hello hello, anh xin nhắc mô tô. À, quá khứ ơi, quá khứ thấy rất rõ không mà mọi người thấy livestream của em có tối không hay là sáng nè? Anh Việt Nguyễn ơi, Việt Nguyễn comment cho em thấy anh Việt Nguyễn đi, tự nhiên nó không thấy comment nữa rồi kìa. Rồi, mọi người ơi, để bây giờ tôi sẽ lựa kính tặng cho mọi người luôn nha. Để coi coi em tặng cho mọi người mẫu kính nào mà nó ngầu ngầu, nó đẹp đẹp nha. Cho các anh nam của em luôn nè. Để xíu nha, để em lựa coi cái kính nào đẹp đẹp em tặng cho mọi người. Wow, cái kính này đi, kính này thì dành cho nam này nha. Kính này là trồng bolero luôn. Hello bé Quân Quang Hiền, người chị tốt luôn. Ok lắm nè, ok quá khứ luôn nha. Rồi mọi người ơi, cái mẫu kính này nó là trồng bolero luôn nha. Thì nó có giá là 500k một cây mọi người nha. Kính này hôm nay Túc tặng trồng bolero cho các anh nam của mình luôn. Hôm nay, hello anh Ngọc Tố yêu em hả? Hello Võ Mến luôn nghe, chào mọi người trong livestream của Túc luôn nè. Thì hôm nay Trúc chơi sang cảnh một bữa, đó là Trúc lấy cái chồng bolero ra Trúc tặng cho các anh em nhà mình luôn. Chồng này đi đêm được luôn nha. Gọng kính của nó khá là đẹp luôn ha. Thì cái kính này có giá tới 500k một cây lận đó. Kính bolero chống trời, chống bể, chống rơi vỡ cho mọi người luôn. Đây, nếu như mà là anh nam á, à kính này mở ra mở vô được luôn. Nếu như mà là anh nam thì mình sẽ chọn kính này ha. Còn nếu như mà là nữ thì Tốt sẽ tặng một kính nữ cho các tình yêu của em luôn. Đây, để em coi coi. Nếu như là kính nữ thì Tốt sẽ tặng kính này cho mọi người trong livestream ngày hôm nay chơi mini game. Tổng cộng ngày hôm nay tặng là tới 9 cái kính lận luôn á mọi người. Lộn. Tặng 6 cái kính lận đó nha. Trong cái livestream ngày hôm nay tặng tới 6 cái kính cho mọi người lận đó. Hello Nana Nguyễn luôn ạ. Em chào Ngọc Tú luôn nha. Chào các tình yêu của em luôn nè. Kính này dành cho các anh nam của em nha. Còn kính này dành cho các chị nữ của em nè. Thích chưa, thích chưa? Nếu như mọi người thích rồi thì mọi người comment lên chữ thích cho em thấy mọi người luôn nha. Long ơi, Long ơi Long. Rồi, hello, em chào Nana Nguyễn luôn nha. Còn ai thấy tốt nữa thì mọi người comment lên đây đi. Kính em đang mang nha. Nếu như mà anh nam hay chị nữ nào thích á thì comment cho em, một là chọn mẫu này, mẫu Gucci. Còn hai á thì chọn mẫu trên đây của em luôn ha. Rồi, ai lấy kính mọi người ơi, ai thấy em không ạ? Đây là kính Ray-Ban nha. Nếu như thích kính Ray-Ban thì comment chữ Ray-Ban. Còn thích kính Gucci thì một xíu nữa mọi người chọn được kính, mọi người comment chữ Gucci cho em nha. Rồi, mẫu kính này em đang mang đang có giá là 400k một cây, kính Gucci, hôm nay tặng cho người chơi mini game. Còn kính này là kính Ray-Ban 500k một cây, tặng cho người chơi mini game luôn nha. Thì dùm chị cái đồ mod em mở máy lạnh lên dùm chị với. Rồi mọi người ơi, bây giờ mọi người tranh thủ comment liền liền nha mọi người nha. Rồi mọi người ơi, mọi người đã thấy tốt tốt chưa ạ? Tặng hả chị? Đúng rồi, Nana Nguyễn ơi là kính tặng nha.
Mọi người, em chào Vương Ken, em chào Quang Nguyễn luôn nha. Mọi người đã vào livestream đông đủ chưa? Nếu như mà vào đông đủ rồi là mình chơi mini game mình tặng kính liền luôn mọi người ha. Kính này tôi tóc đang mang có giá là 400k một cây tặng cho nữ, còn kính trên đây là kính Ray-Ban tặng cho nam. Đây, mang cái kính Ray-Ban cho mọi người coi. Thì kính Ray-Ban này nó cao cấp hơn, nó 500k một cây, chống trời, chống rơi vỡ, chống bể cho mọi người luôn. Hàng cao cấp kính Ray-Ban nha. Rồi, em cảm ơn anh Quốc Vương Trần ạ. À. Hello, Cá Hình, em chào Vương Ken luôn nha, em chào Quang Nguyễn luôn ạ. À. Hello Lê Trang luôn nè, chào các tình yêu của Tốt Tốt trong livestream ngày hôm nay luôn nha. Rồi, bây giờ thì Tốt bắt đầu lên câu đố cho mọi người để mọi người chơi mini game mà trúng thưởng nha. Hai cây kính đang chờ mọi người đó. Rồi, bây giờ thì Tốt Tốt sẽ lên câu đố liền luôn. Mọi người trần trịa, à, không kìa trần trịa vuông vắn nói tiêu ly hả? Anh nghĩ sao anh kia là trần trịa mà còn vuông vắn nữa vậy ông nội? Rồi, em lên câu đố liền cho mọi người luôn. Đó là câu đố ngày hôm nay, đó là xe gì không có động cơ mọi người nha. Xe gì không có động cơ mọi người ơi, xe gì không có động cơ mọi người comment liền cho em được không ạ? À? Hello anh Hân đinh đinh luôn nha, tôi chào anh Hân ạ. À. Rồi mọi người ơi, mọi người comment câu đố cho em nha. Sau khi coi được câu đố mà có đáp án đúng, em sẽ tặng cho người đó chiếc kính mà em đang mang luôn, thì giá của nó chỉ có là 400k lận nha. Cái này tới 500k một cây lận đó. Mọi người tranh thủ để lấy kính cho mình luôn ha, tặng kính free mọi người nha, không tốn tiền luôn nè. Rồi bây giờ thì mọi người comment liền cho em đi, xe gì mà không có động cơ được không ạ? À? Rồi, quà này sẽ dành cho ai comment đúng luôn nha. Rồi, nhưng mà nhớ nè, để tham gia mini game thì mọi người cần phải chia sẻ livestream. Chia sẻ livestream cho em về trang cá nhân để chế độ công khai cho em một lần nha. Chia sẻ vào hội nhóm cho em tổng cộng là 10 hội nhóm và sau đó comment đáp án đúng lên liền cho em. Nếu như khi mà em thấy ai có comment đáp án đúng rồi, em sẽ ghim comment lại liền luôn để chọn ngay ra người có đáp án đúng luôn nha. Xe đạp là sao luôn hả Nana Nguyễn ơi, đạp là sao luôn ha. Nhiều xe không có động cơ lắm, đúng rồi. Đúng rồi Kế Hình ơi, nhiều xe cho nên em mới cho mọi người đoán đó. Xe đạp hay xe đạp là sai luôn anh ơi. Rồi, xe gì mà không có động cơ mọi người nha. Comment và chia sẻ livestream cho em thiệt là nhiều. Mọi người lưu ý nha, một người chơi sẽ được comment vô số lần luôn. Muốn comment bao nhiêu cũng được. Comment tới khi mình nhận được kính thì thôi mọi người ha. Comment tới khi mình trúng kính thì thôi, ok chưa ạ? Còn nếu như mà, à quên nữa, vô số comment nhưng mà mọi người lưu ý giùm em là một comment sẽ tương đương với một chia sẻ, cho nên mọi người hãy chia sẻ livestream cho em thiệt là nhiều, nhớ số lần chia sẻ livestream và comment lên cho em bao nhiêu lần để em biết em tính số lượng comment cho mọi người luôn nha. Một comment tương đương với một chia sẻ được không ạ? À? Xe đẩy em bé là sai, xe lỗ tai là sai, xe ngựa là sai, xe đẩy là sai, xe đẩy là sai, mấy chữ vậy? Rồi, bây giờ em chưa có nói mấy chữ ra được, khi nào lượt xe tăng lên em sẽ gửi cho mọi người đáp án có mấy chữ liền luôn nha. Rồi, xe bò là sai luôn anh ơi, xe gì không có động cơ mọi người nha. Xe hủ tiếu gõ là sai luôn, xe gì không có động cơ mọi người comment thiệt là nhanh cho em luôn ha. Rồi, bây giờ mọi người ơi, tranh thủ chia sẻ nha. Em sẽ cho mọi người chơi mini game trong vòng 3 phút nữa thôi. Chỉ có 3 phút thôi mọi người nha, không có chơi nhiều để bán kính nữa ha. Rồi, xe mũ là sai luôn, xe hủ tiếu gõ là sai Ngọc Minh ơi. Xe gì là không có động cơ mọi người nha. Mọi người comment và sau đó là chia sẻ livestream cho em được không ạ? À? Mọi người ở đây có ai chưa biết chia sẻ livestream không? Để sẽ hướng dẫn cho mọi người chia sẻ livestream luôn nha. Xe livestream là xe gì vậy? Anh Lân Nguyễn ơi, anh chọc em hoài à. Không đúng anh nha. Mọi người ơi, tranh thủ comment thì cho em luôn. À, xe gì không có động cơ mọi người ơi? Xe gì là không có động cơ mọi người nha. Mọi người comment cho em thiệt là nhanh và thiệt là nhiều luôn. Em sẽ tổng kết mini game thiệt là nhanh để em tặng kính cho mọi người. Sau đó là em sẽ bắt đầu bán kính mọi người ha. Lẹ lẹ lên nào các tình yêu của em ơi. 33. Rồi xe gì, xe căng hải là sai, xe đạp là sai luôn rồi. Tình yêu ơi, chưa đúng anh ạ. À. Rồi xe gì đây, xe lăn là sai luôn. Xe gì mà không có động cơ mọi người nha. Mọi người chia sẻ livestream kèm theo đó là comment cho em đáp án được không ạ? À? Khi nào em thấy có nhiều người comment và có nhiều đáp án đúng rồi, em sẽ la lên liền luôn nha, sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Ok không ạ? À? Rồi, comment cho em luôn nè. Xe trong bàn cờ ấy là sai luôn, xe rồi là sai, xe hổ tiếu là sai, xe lô là sai, xe lăn là sai luôn. Không đúng luôn. Đặng Hữu Lộc chưa chia sẻ livestream không comment đáp án được nha. Anh Đặng Hữu Lộc ơi, chia sẻ livestream cho Tốt đi ạ. À. Hà Thế Trung ơi, em chia sẻ livestream cho chị chưa? Chia sẻ livestream cho chị Tốt rồi mới comment được em nha. Xe gì không có động cơ? Cái kính này là dành cho nam nè, kính Ray-Ban nha, đẹp lắm. Mở ra mở vô được luôn, chống tiêu UV là chuẩn 400. Trong này trong bolero rơi rớt không vỡ không bể, chống trời chống xước được luôn. 500k một cây tặng cho mini game ngày hôm nay nha. Trong này nó rất là trong cho nên mình đi đem được luôn, hơi bị thích mọi người nha. À, nói đi em, quà tặng em luôn. Quà tặng em luôn hả? Cảm ơn Quốc Vân Trần nha. Rồi, dạo này có thể chị mọc lên thì phải. Ồ, hình như là chị mọc lên đó, tự anh Tuấn Ngã Tuấn ơi. Rồi, mẫu kính này mọi người ơi, giá của nó là 500k một cây. Ai trúng mini game em tặng cho người đó luôn nha. Rồi, mọi người tranh thủ comment lên liền cho em luôn đi nè.
xe gì là không có động cơ mọi người nha. Rồi, xe nhan là sai, xe chia sẻ là sai xe. Xe gì nữa đây, Đặng Hữu Lộc comment và chia sẻ nha, xe cờ là sai luôn. Rồi, khi nào lượt view tăng trên 300 em sẽ bắt đầu là gợi ý cho mọi người liền luôn ha. Xe mì gõ là sai luôn rồi tình yêu ơi. Rồi, hiện tại có bao nhiêu mắt xem rồi, có 150 mắt xem thôi, chưa có tăng lên nhiều. Anh Đỗ Quang ơi, anh Đỗ Quang ơi, xe mạnh mạnh cho em với anh Đỗ Quang ơi. Anh Đỗ Quang ơi. Mọi người chia sẻ livestream cho Tốt Luôn nha. Xe livestream là sai, xe đồ chơi là sai luôn rồi. Khánh Hà ơi, Khánh Hà tranh thủ chia sẻ livestream. Kính này trên đầu của em đang mang giá của nó là 400k một cây, 500k một cây. Tặng cho người chia sẻ livestream và comment đáp án đúng cho em luôn nha. Rồi, xe đồ chơi là sai luôn ạ. Xe gì đây, xe gì đây, xe cờ là sai luôn. Xe duyên là sai rồi, anh Đỗ Đạt ơi. Bây giờ, nếu như lượt view mà tăng lên trên 300, em sẽ gợi ý cho mọi người liền luôn nha. Mọi người đã chuẩn bị chưa? Xe lỗ tai là sai luôn, xe lu cũng sai luôn. Chưa có đúng luôn nè. Rồi, anh Quốc Phương Trần ơi, anh chia sẻ livestream cho Túc đi ạ. À. Rồi, mọi người ơi, bây giờ Túc sẽ lựa cho mọi người coi một cái mẫu kính tiếp theo. Đó sẽ là mẫu kính em tặng cho mọi người nữa nha. Trong cái livestream ngày hôm nay, nếu như người nào chia sẻ livestream của em nhiều nhất, em tặng cho người đó một cái kính cao cấp bên em luôn. Và em sẽ lấy cái ký kính mà đắt nhất bên em luôn, dòng Acma này cho nó sang chảnh luôn nha. Đây, em sẽ lên cho mọi người coi cái kính này, là kính Acma này tặng cho mọi người siêu sang chảnh, siêu đẹp luôn. Đây mọi người nhìn nha, cái mẫu kính này có ai thích không ạ? À? Mẫu kính này là mẫu kính siêu sang chảnh, siêu đẹp, đắt nhất bên em luôn. Nó có thương hiệu là Armani nha, rất là đẹp, nam nữ mang được hết trơn. Xe nước mía là sai, xe xích lô là sai, xe cải tiến là sai, xe rù là sai, xe duyên là sai luôn. Mọi người nhìn nha, trang kính của nó có logo Armani, có chữ Armani ở đây, có họa tiết ở đây, rất là đẹp. Cái gọng này được làm bằng titan, không bao giờ bong, không bao giờ tróc, không xét và không gỉ. Trong kính này sẽ không cho chống trời, chống bể cho mọi người luôn, chống xước cho mọi người được. Chống tiêu UV thì chuẩn 400 khỏi phải bàn, em test tiêu UV cho mọi người coi. Chống tiêu UV là chuẩn 400 nha. Rồi, cái kính này có giá là 900k một cây, ngày hôm nay lấy ra tặng mini game cho mọi người luôn nha. Sướng quá hả? Rồi, mọi người ơi, mọi người comment cho em nha, mã kính này mình cũng mở ra mở vô được luôn. Rồi, cái kính này sẽ dành tặng cho ai chia sẻ livestream của em nhiều nhất luôn được không ạ? Bây giờ thì mọi người cùng nhau chia sẻ livestream cho em luôn nha. Xe số là sai, xe âm là sai luôn rồi. Có anh em ơi hả, nhưng nhìn em anh thích quá hả? Vậy thì á, nhưng nhìn em thích hơn. Cảm ơn Vân Nguyễn nhiều nha. Vậy Vân Nguyễn chia sẻ livestream và chơi mini game với Túc đi, để Túc được nói chuyện với anh và Túc được tặng quà cho anh luôn nha. Rồi, cái kính mà Túc đang mang cho mọi người là ai chơi mini game chuẩn chút sẽ được nhận kính nha. Phần thưởng này sẽ dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất. Ai chia sẻ livestream nhiều nhất tặng ngay cho người đó chiếc kính 900k này luôn. Ok chưa ạ? Xe tình là sai, xe chỉ lồng kim là sai, xe lửa là sai, xe số là sai. Ngọc Minh ơi, không thấy anh nè, à? Không thấy anh luôn. Việt Nguyễn ơi, bị ẩn comment mất tiêu rồi, bây giờ anh comment lại cho em đi. Yến Môn ơi, em chia sẻ livestream chưa? Rồi, bây giờ em sẽ coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ và gửi cho mọi người liền luôn nha. Xe gì là không có động cơ được không ạ? Comment và chia sẻ livestream lên liền cho em để nhận được kính mọi người nha. Để em coi coi lượt xe bao nhiêu rồi. Lượt xe là lên là em sẽ gửi ý liền cho mọi người luôn. Đâu, để em coi nha, để em coi coi nè. Lượt xe là bao nhiêu rồi ta, để em coi nha. À, mắt kính. Từ nha. Rồi, mới có 71 lượt chia sẻ thôi mọi người ơi, chưa có được. Mọi người phải chia sẻ thiệt là nhiều cho em thì mới được nha. Mới có 71 lượt chia sẻ thôi, chưa thể nào mà gửi cho mọi người được hết trơn á. Xe cá viên chiên là sai, xe duyên là sai luôn anh Cường ơi. Xe duyên là sai, xe to là sai, xe đạp là sai luôn ha. Sao em mà em nhức cái đầu dữ vậy tiền chèn ơi. Nhức cái đầu quá à. Rồi, mọi người tranh thủ comment lên liền cho em luôn nha. Kính mà em tặng cho mọi người, nếu như người nào chơi mini game của em á, đoán câu đố mà trúng, em sẽ tặng cho Nam là cái kính này. Nếu như mà mọi người trúng thưởng, mọi người sẽ được quyền chọn luôn. Đây, mẫu kính này dành cho nam, giá của nó là 500k một cây, trồng bolero dành cho nữ, kính Gucci được không ạ? À? 400k một cây cho mọi người lựa chọn mẫu mã luôn nha. Và đặc biệt em sẽ có mẫu kính này là dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất, em mang cho mọi người coi. Rất là ngầu luôn, thấy không ạ? À? 900k một cây lần đó, kính vuông bao nhiêu vậy chị Túc? Lệ Kha ơi, cái kính vuông là kính nào em ơi? À, kính vuông chị mới lên đúng không? 400k một cây Lệ Kha ơi. Nhưng mà nếu như em mua trong lúc chơi mini game thì chị sale cho em còn 180. Em muốn lấy kính này trong lúc đang chơi mini game luôn thì em comment cho chị liền luôn là 8060 kèm số điện thoại nha, 180 một cây nữ nha em nha. Rồi kính này. Rồi 8060 kèm số điện thoại liền cho chị luôn nè. À,
Ôi, thấy gõ chữ là sao? Không gõ chữ nhỏ hả? Em xích lại nè, em xích lại cho anh coi nha. Xe gì không có động cơ mọi người nha. Hello anh chánh thủ luôn ạ, à? Khó lắm hả? Lấy được cái kính chắc không? Lấy được cái kính luôn đó anh Phúc Phạm ơi. Rồi, cái kính này em đang mang dành cho người nào chia sẻ livestream của em nhiều nhất luôn nha. Mọi người tranh thủ chia sẻ livestream để được nhận kính mọi người nha. Rồi, xe gì là không có động cơ mọi người comment liền cho em luôn. Hello chị Lê Sơn Hải Nguyễn luôn, xe đạp là sai luôn rồi ạ, à? Xe đạp là sai rồi Hiếu Nguyễn Văn nha. Chuẩn bị lượt xe mà tăng lên cho em đúng 100 lượt xe nữa thôi. Em gửi cho mọi người chữ đầu tiên là chữ gì luôn được không ạ? À? Xe ba bánh là sai, xe ngựa là sai luôn ạ. À? Không đúng luôn. Xe ngựa là sai rồi anh ơi. Đình Khang ơi, chưa đúng luôn anh ơi. Hello Lan Nguyên Bảo Châu luôn nha. Em ơi nhìn em dễ thương quá. Hello Hoa trong đá. Cảm ơn anh nhiều ạ. À. Rồi, mọi người tranh thủ chia sẻ livestream và comment cho em đáp án luôn. Xe gì không có động cơ nha mọi người nhé. Xe gì là không có động cơ được không ạ? À? Rất là nhiều xe cho mọi người đoán luôn đó nha. Xe bấm là sai, xe trâu là sai. Rồi, xe kéo là sai, xe bò là sai, xe duyên là sai luôn ha. Xe gì không có động cơ luôn nha. Đúng rồi, xe không có động cơ thì nhiều lắm cho nên mọi người ơi, em sẽ chuẩn bị gợi ý cho mọi người. Nếu như á là cái thằng này sao mà nó ăn cái gì mà nó mất dạy dữ vậy ta, chặn cái thằng Thanh Tuyên này coi người gì đâu mà mất lịch sự quá đi hà. Rồi mọi người ơi, xe gì mà không có động cơ, để em coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi gửi cho mọi người để mọi người nhận được kính lẹ lên nha. Hello Tâm Phan luôn ạ, à. Chào Tâm Phan luôn nha. Ôi em đau hỏng quá mọi người ơi. Anh Quang ơi, gần 20 phút rồi mà view vẫn chưa lên luôn kìa anh Quang ơi. Rồi mọi người ơi, mọi người tranh thủ chia sẻ cho em luôn nha. Rồi bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách như thế nào để mình nhận được cái kính trên đầu của Tốt Tốt luôn được không ạ? À? Đó là bây giờ Tốt Tốt sẽ bấm giờ trong vòng 3 phút. Trong vòng 3 phút người nào chia sẻ livestream của Tốt nhiều nhất Tốt tặng cho người đó chiếc kính này luôn và thời gian sẽ là bằng nhau nha. Bấm 3 phút xong là cho hệ thống kiểm tra liền luôn, ok chưa ạ? À? Thì bây giờ mọi người nhìn nè, ở trong cái màn hình livestream của em mọi người nhắc vô chữ chia sẻ cho em nha. Rồi nhắc vô chữ chia sẻ hội nhóm cho em được không ạ? À? Nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn. Đó, nó hiện ra rất nhiều hội nhóm. Mọi người click vào những cái ô hội nhóm ở đây để bấm chia sẻ cho em. Thì trong vòng 3 phút người nào chia sẻ nhiều nhất sau khi kết thúc 3 phút em cho hệ thống kiểm tra tặng cho người đó chiếc kính hạt ma này em đang mang nha. Nhưng click hết vô những cái ô màu xanh ở đây cho em, có bao nhiêu ô click hết bấy nhiêu ô. Click xong rồi bấm chữ chia sẻ, chọn chữ viết bài, bấm rồi chữ viết bài xong rồi mọi người bấm chữ đăng ở đây cho em là được nha. Rồi tranh thủ mọi người ơi, em bấm giờ cho mọi người trong vòng chỉ có 3 phút thôi nha. Ok, đã chia sẻ Hiếu Văn ok nha. Rồi mọi người ơi, 3 phút bắt đầu cho mọi người chia sẻ livestream, ai chia sẻ nhiều nhất nhận được ngay cái kính mà Trúc Trúc đang mang cho mọi người luôn, giá của nó là 900k một cây lần mọi người nha. Rồi anh Trung Triết Nguyễn thôi, anh chia sẻ livestream cho Tốt đi trong vòng 3 phút thôi, thời gian còn 2 phút 45 giây nữa nha. Mọi người tranh thủ luôn mọi người ơi. Xe gì không có động cơ, tranh thủ chia sẻ livestream để nhận được kính luôn mọi người nha. Chị nghe nè Tấn ơi, hơi bị lâu quá thấy Tấn trên livestream của chị Tốt luôn á. Rồi, thời gian còn 2 phút 30 giây nữa thôi, ok chưa ạ? Mọi người tranh thủ chia sẻ livestream cho Tốt luôn nha. Xe rùa là sai. Rồi, bây giờ lượt chia sẻ tăng lên 100 lượt chia sẻ chưa? Nếu tăng lên 100 lượt chia sẻ, Tốt sẽ gọi ở cho mọi người liền luôn đáp án có bao nhiêu từ nha. Đáp án có bao nhiêu từ cho mọi người dễ đoán luôn ha. Coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nè, trên 100 lượt chia sẻ thôi. Thêm 100 lượt chia sẻ em sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Trời đất ơi, mới có 264 lượt chia sẻ thôi, rất là ít luôn nha. Chia sẻ nhiều có được nhận không ạ? À? Được em nha, chia sẻ nhiều em được nhận luôn nha. Rồi, xe duyên là sai, xe đạp là sai. Rồi, mọi người comment liền cho chút luôn nha. Kính này có giá là 900k một cây, gửi cho mọi người đáp án có 4 từ. Đáp án có 4 từ mọi người nha. Mọi người comment thiệt là nhiều cho chút luôn đi ạ. À. Xe tập đi là sai, xe đạp là sai, xe điêu là sai, xe diều là sai luôn ha. Kính này đang mang 900k một cây dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn. Gợi ý cho mọi người đáp án hiện tại là đang có 4 chữ. Hello chị Hương Ngọc Lan luôn nha. Em chào chị Hương Ngọc Lan. Xe duyên là sai rồi, Hiếu Nguyễn Văn ơi, không có đúng luôn nè. Đáp án có 4 từ, xe gì không có động cơ, ai chia sẻ livestream nhiều nhất, ai chơi mini game với em sẽ được tặng kính em đang mang. Ơi em nghe nè anh Việt ơi, tôi nghe nè anh Việt ơi, xe dây tơ hồng anh trúng mini game rồi nhé mọi người, chưa đúng luôn anh ơi, xe kính là sai. Huỳnh Minh nha, Huỳnh Minh chưa có chia sẻ livestream, chưa chia sẻ livestream kìa. Xe nhóc mí là xe gì luôn nè, xe duyên tình yêu là sai luôn ha, xe mũ là sai luôn rồi, xe tan là sai luôn. Mọi người tranh thủ chia sẻ livestream luôn đi nha. Thời gian cho mọi người chỉ còn 1 phút thôi. Sau 1 phút này em sẽ cho hệ thống kiểm tra và em sẽ bắt đầu bán kính cho mọi người nha. Còn có 1 phút cho mọi người chia sẻ livestream để nhận được chiếc kính mà em đang mang thôi đó.
900k một cây. Còn câu đố em đang lên cho mọi người là xe gì không có động cơ, mọi người comment thiệt là nhanh thiệt là nhiều cho em luôn nha. Xe gì không có động cơ mọi người ơi? Xe duyên tình yêu là sai, xe gì không cơ? Đúng rồi, xe gì không có động cơ, comment liền cho em. Xe duyên tơ hồng là sai, xe nước mía là sai, xe nước mía là sai rồi Đạt Phan ơi. Con xe cờ tướng là sai, xe người tàn tật là sai luôn rồi anh ạ. À, thời gian cho mọi người còn bao nhiêu thời gian đây để em coi coi nha. Không giây còn có 30 giây thôi mọi người ơi, thời gian chỉ còn 27 giây thôi nha. Xe nan hả? Xe nặng là xe gì? Xe đạp là sai, xe bị gõ là sai. Bốn chữ lận mọi người nha. Chữ đầu tiên là chữ xe, ba chữ sau lưng mọi người đoán đi nha. Trong vòng 3 phút thôi. Xe đẩy là sai, xe ngựa là sai. Trời ơi, đố bốn chữ lận mà sao đáng có hai chữ thôi vậy? Xe lỗ tai là sai luôn rồi chị Tiên My ơi. Hello chị Tiên My nha. Rồi còn 10 phút nữa thôi, còn 10 giây nữa thôi. Sau 10 giây này em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nha. Giờ ok rồi, em sẽ cho hệ thống đếm coi người nào chia sẻ livestream nhiều nhất luôn ha. Ok nha, để nhắn tin cho bên hệ thống nha. Rồi mọi người comment liền cho em nha, xe gì mà không có động cơ được không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi để gợi ý thêm cho mọi người luôn nha. Xe gì mọi người nha, xe gì không có động cơ, rồi để coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, lượt chia sẻ tăng lên thì mới gợi ý được chứ lị. Khó quá trời ơi, bốn chữ nha, bốn chữ lận, xe container có động cơ mà anh ơi, xe đó có động cơ mà. Rồi xe ở bàn cờ là sai. Rồi chưa có người trả lời đáp án đúng luôn mọi người ơi. Bây giờ em gửi cho mọi người đáp án có bốn từ, chữ đầu tiên là chữ xe được không ạ? Xe này thấy rất là nhiều ở ngoài đường mọi người nha. Rồi bây giờ thì em sẽ bắt đầu khi mà đợi kết quả có trên cái lượt chia sẻ bao nhiêu á, thì những ai có chia sẻ trong livestream hãy ở lại trong livestream của em để coi coi mình có phải là người chia sẻ mà được trúng kính này không nha. Trong lớp hệ thống đang kiểm tra, mọi người hãy tiếp tục chia sẻ cho em luôn đi, vì chưa có kết quả là còn được chia sẻ luôn ha. Em nói lại một lần nữa nha, cái kính em đang mang có giá là 900k một cây, hàng Ạc Ma này có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Kính tặng này sẽ được bảo hành 3 tháng cho các tình yêu của em. Thì làm sao để nhận được chiếc kính em đang mang nha? Đây, cái lượt chia sẻ rất còn thấp, còn rất là thấp, cho nên em sẽ cho mọi người chia sẻ một lần nữa. Đây, thì mọi người ơi, mọi người nhìn vô cái livestream của em, mọi người nhắc vô cái chữ chia sẻ livestream cho em nha. Chọn chia sẻ hội nhóm là bên ô thứ ba. Nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn. Mọi người click vào những cái ô chia sẻ màu xanh ở đây cho em để mình chia sẻ livestream. Thì trong vòng vài phút nữa thôi, trong vòng 3 phút nữa thôi, ai chia sẻ livestream nhiều nhất em tặng cho người đó chiếc kính mà em đang mang là 900k một cây. Thoát ra bấm chữ chia sẻ, chọn viết bài, bấm chữ đăng là ok. Rồi được chưa ạ? Em cho mọi người thêm thời gian nữa để lượt chia sẻ nó tăng lên nha, mới có 400 mấy lượt chia sẻ thôi. 3 phút tiếp tục bắt đầu, em để thời gian đây, em vẫn cho hệ thống kiểm tra rồi cho nên mọi người yên tâm nha. Rồi, bữa nay lâu dữ ha. Đúng rồi, bữa nay lâu dữ ha là do mọi người chia sẻ livestream không có nhiều á. Rồi, xe bán hàng rong là anh ơi sai luôn rồi anh ơi. Rồi mọi người ơi, em sẽ cho mọi người coi một món quà bất ngờ em muốn dành tặng cho mọi người, đó là một chiếc kính này đây. Chiếc kính này có mã là L35, chỉ những ai có chơi mini game mới được mọi người nha. Chiếc kính này mã của nó là L35, trồng của nó là trồng thủy tinh hữu cơ, không phải trồng nhựa, không phải là trồng meca mọi người nha. Kính này mình có thể là đi ngày đi đêm được luôn, nó trong veo như vậy mọi người thấy chưa, đi ngày cũng được đi đêm cũng được luôn, nam mang được nữ cũng mang được. Kính này chống tiêu UV là chuẩn 400. Đây mọi người nhìn nha, bên hông của nó cái càng kính nè, ngay chỗ này sẽ có chữ Lacoste ở đây cho mọi người, có con cá sấu Lacoste trên đây, có chữ Lacoste được khắc tia laser trên đây cho mọi người luôn, trồng màu trà viền màu vàng nha. Nhắc lại một lần nữa, những ai đang có trong livestream của em thì mới được kính mọi người nha. Đây mọi người nhìn nè, chống tiêu UV là chuẩn 400, em test cho mọi người coi. Mã này nam mang được, nữ mang được, đi ngày đi đêm được luôn. Em mang cho mọi người coi, mọi người thích nha. Rồi, mẫu kính này mọi người tranh thủ comment liền cho em là L35 kèm theo số điện thoại. Ai comment nhanh nhất em sẽ chốt cho người đó kính này 400k một cây tại shop em. Em xem còn đúng 149.000 một cây, 149.000 một cây thôi nha. Cho đúng 15 người comment đầu tiên nhanh nhất cho em luôn. 15 người comment cho em nhanh nhất là L35 kèm theo số điện thoại. Từ 400k em bán còn 149k một cây. Có hộp, có khăn, có bảo hành 3 tháng cho mọi người đầy đủ. Khi mua hàng được quyền mở hàng ra, mở banh cái hộp cũng được. Kiểm tra xem có bị trầy, có bị xước, đúng mẫu, đúng mã hay không. Nếu như mọi thứ đều ok hết thì mới trả tiền cho em, còn không thì thôi khỏi cần trả tiền nha. Rồi, mã kính này L35 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn. Kính này em còn có cho mọi người là màu đen như vậy nữa. Thì đó, màu đen với lại màu trà, mẫu nào cũng đi đêm được hết trơn. Có điều màu trà nó sẽ đi đêm sáng hơn các tình yêu của em nha. Rồi, ai lấy mình tranh thủ comment liền cho em luôn là L35 kèm theo số điện thoại. Ủa, cái bút chốt hàng đâu rồi ta? Long ơi! Long ơi! Lẹ lên, lẹ lên! Rồi,
L35 kèm theo số điện thoại luôn nha, vừa lăn vừa tròn luôn đó hả? Rồi, mọi người tranh thủ comment liền cho em giới thiệu lại nha. Màu đen thì các anh nam mang lên sẽ rất là ngầu luôn nha. Em là ngựa, anh là người viên ngựa, em tán anh cái giờ tin vàng nha. Chồng em hoài chưa có kết quả luôn em ơi. Khi nào có kết quả tốt sẽ cập công bố lên liền luôn em nha. Rồi, kính này mọi người nhìn nha. Chồng này, chồng thủy tinh hữu cơ, chống tiêu UV chuẩn 400 kg cho chị cái bút đi long mất tiêu rồi. Chồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Chống tiêu UV là chuẩn 400, đi ngày cũng được, đi đêm cũng được vì nó rất là sáng, mọi người thấy không ạ? À? Lẩm bẩm cho chị với. L35 kèm theo số điện thoại dưới là gì ạ? Chơi game. Ngồi đây được rồi đó Long. Nghĩ sao bỏ chị ở đây mà ở dưới chơi game vậy Long? Rồi, mẫu kính này Bao nhiêu L35 ta? kèm theo số điện thoại liền cho em luôn nha. Rất là đẹp luôn, 149.000 một cây. Cho mọi người kiểm tra hàng luôn. Ưng thì lấy, không ưng thì tôi trả lại cho em luôn nha. Mã đấy bao nhiêu? Dạ, mã đấy em đang mang là L35 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn anh ơi. Chỉ có 15 người comment đầu tiên cho em thôi nha. Còn sau 15 người là giá kính này sẽ quay về với giá là 400k một cây được không ạ? À? Rồi, em đã cho hệ thống kiểm tra rồi nhưng hệ thống vẫn chưa gửi về cho em. Mọi người đợi xíu nha, có đáp án, có kết quả em sẽ la liền luôn cho mọi người coi. Có kính đeo ở nách không hả? Cái nọ nè, biến thái dã man luôn đó. Rồi, L35 kèm theo số điện thoại em bắt đầu chốt hàng cho mọi người. Chỉ có 15 cây duy nhất thôi. Hả? Cái kia đeo nó cho tước nha cái má. Anh lấy cái kia em đeo ở nách đó anh ơi. Đó, nó nói anh vậy đó. Mẫu kính này có màu khói với lại là màu trà mọi người nha. Xe không chạy được là không đúng luôn ha. Chốt cho Luân Hồng L35 cho Luân Hồng một cây luôn nè, 149.000 một cây cho Luân Hồng luôn ha. Rồi, em chốt cho anh Nhật Toàn một cây này luôn. Ok anh, Nhật Toàn một cây 149.000 một cây. Mọi người cho em xin màu luôn nha. Có màu em mới chốt được cho mọi người, có màu vàng nè, màu khói nè. Anh Vinh Nguyễn ơi, cho em xin cái mã là L35 kèm theo màu cho em nha. Comment cho em là L35 kèm theo màu, 400k sale còn 149k một cây thôi. Em chốt cho chị Nguyệt Nguyễn một cây luôn. Ok Nguyệt Nguyễn luôn nha. Nguyệt Nguyễn ơi, chị lấy màu vàng đi mang cho nó sang luôn. Nguyệt Nguyễn một cây luôn. Em chốt cho Trần Trung Hiếu một cây luôn. L35 kèm theo số điện thoại liền trên nha. L35 cho Trần Trung Hiếu một cây. Vinh Nguyễn ơi, cho em xin là L35 kèm màu nha. Có màu trà đi ngày đi đêm được, có màu nâu, màu đen chứ lộn, màu đen cũng đi ngày đi đêm được luôn. Có điều nó tối hơn màu trà anh nha. Rồi, ai lấy tranh thủ comment liền cho em luôn. Cái tình yêu của em ơi. L35 cho Thanh Trang Lê. Em chốt L35 cho chị Thanh Trang Lê 149.000. Mọi người yên tâm nha, được kiểm tra đầy đủ luôn, được coi hàng nè, coi ok hết thì mới trả tiền, còn không ok thì tôi trả lại kính cho em luôn nha. Và mọi người sẽ được bảo hành tới 3 tháng luôn, 3 tháng luôn. Khi mọi người mua hàng là mọi người tiền ship á là ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Em chốt cho Tâm Nguyễn một cây. Ok anh Tâm Nguyễn luôn nha. Một cây cho Tâm Nguyễn luôn nè. Hai cây L35 màu vàng còn có nha. Ok anh Vinh Nguyễn, Tâm Nguyễn một cây rồi nha. Em chốt cho anh Vinh Nguyễn một cây L35 màu vàng với L35 màu đen luôn. L35 màu vàng, L35 màu đen cho Vinh Nguyễn nha. 149.000 một cây anh Vinh Nguyễn ơi. Anh mà mua thêm một cây nữa là em không tốn tiền ship cho anh luôn nha. Chơi chữa vi là cái gì không hiểu luôn nè anh Đực ơi. Rồi, mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn là L35 kèm theo màu. Em mang lại cho mọi người coi cái màu trà như vậy nha. Gửi chị khó quá, gửi cho cưng rồi đó. Đáp án có 4 từ, chữ đầu tiên là chữ xe mọi người nha. Cái xe này ở ngoài đường có rất nhiều và đặc biệt là cái xe này gặp con gái cực kỳ nhiều luôn mọi người ơi, gặp con gái cực kỳ nhiều. Mẫu kính này đi ngày đi đêm được luôn, em qua mẫu cho mọi người nha. Ô, em chốt cho chị Hạo Nhiên. Hạo Nhiên một cây luôn, ok Hạo Nhiên nha. Chị Hạo Nhiên một cây luôn nè. Rồi, còn ai lấy nữa comment liền luôn. Mua về tặng bồ mà khó quá hả? Hiến Nguyễn Văn ơi, mua thì anh mua liền luôn được mà anh ơi. Mẫu kính nào anh thích, mẫu kính nào đây? Cái kính này trên đây em mang á. Nè, cái kính mà tặng người chia sẻ hay là anh thích cái kính mà con ong? Rồi ok, trong lúc đang chơi mini game mọi người nha. Ai thích cái kính con ong hồi nãy mà em chuẩn bị tặng mini game thì mọi người nhanh tay comment lên liền cho em luôn. Chỉ trong lúc đang chơi mini game thôi nha. Kính này em đang mang có mã là 8060 kèm số điện thoại liền cho em luôn. Kính này có giá là 400k một cây, ngày hôm nay em sale còn 180 thôi. 180 mọi người nha, trồng thủy tinh hữu cơ. Kính này là kính không viền, có hai con ong ở ngay trên cái mắt, rất là sang chảnh luôn. Đặc biệt bên trong của nó nè, còn có cho mọi người một cái viền. Cái viền này nằm ở bên trong nha, còn bên ngoài là không có viền, có con ong. Con ong được bắt ốc ở trên đây, rất là sang luôn. 400k sale còn 180. Chỉ có 180 thôi, ở đây mọi người nhìn nha, có cái chữ Gucci ở đây, cái logo Gucci cho mọi người luôn. Kính này bên em là chống tiêu UV thì chuẩn 400 khỏi phải bàn nha. Chấm tiêu lên chuẩn 400. Mã kính này 8060, ai lấy tranh thủ comment liền cho em. 180 một cây dành cho nữ mọi người nha. Nếu như cái kính này thì em còn có cho mọi người một màu nữa, đó là màu trà. Màu trà như vậy nè mọi người nhìn nha, có cái màu trà như vậy nữa, em mang màu trà cho mọi người coi. Xe gì không có động cơ mọi người comment liền cho em luôn, kèm theo đó là chia sẻ livestream nha. Rồi, bỏ nghề chuyển ơi là sao em không hiểu luôn nè. Mẫu kính này tóc đang mang cho mọi người là có màu trà nha, giá của nó là 180 một cây, rất là sang chảnh luôn, dành cho đi biển cũng đẹp lắm, đi ngày đi đêm là vi vu.
Xe đạp là sai luôn anh ơi, xe gì không có động cơ mọi người nha. Rồi, ai lấy mã kính này mọi người comment liền cho em là 8060181 cây. Chắc cho Tuyết Nhi một cây 8060 này luôn nha. Tuyết Nhi một cây 8060181 cây. Rồi, mọi người ơi, trong lúc chờ đợi kết quả thì em sẽ lên những cái mẫu kính cho mọi người. Mọi người thích kính giá tầm trung hay là giá cao cấp? Thì hôm nay em sẽ sale toàn bộ mẫu kính bên em với giá là 50% tất cả các mẫu kính. Các tình yêu của em ơi, mình thích đó, kính cao cấp hay là kính giá tầm trung luôn nè. Xe chở bưởi ha ha, hỏng đúng đó anh ơi, chào em hoài à. Xe gì không có động cơ mọi người nha. Còn bây giờ thì em sẽ lên cho mọi người một cái cây kính này, nó khá là ngầu luôn. Đây, chắc hẳn là mọi người sẽ thích lắm luôn nha. Là cái cây kính này nè các tình yêu của em nha. Trồng này là trồng Polaroid, chống trời, chống bể, chống vỡ, chống rơi rớt cho mọi người. Vì nó tráng trên đây một cái lớp nano cứng chống trời cho mọi người. Trồng này bằng Polaroid cho nên chống rơi rớt cho mọi người luôn. Bên trong nó có một cái lớp tráng phản quang màu xanh như vậy. Thì cái lớp này nó sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop. Ở đây nha, ở đây sẽ có cho mọi người cái chữ Butcher màu bạc ở trên đây. Từ đây xuống đây sẽ là màu đen. Và ở cuối cái càng kính nó sẽ bọc một lớp nhựa cho mọi người, rất là đẹp luôn ha. Mẫu kính này là form hình tròn như vậy nha. Giá của nó là 700k một cây. Ngày hôm nay sale trên livestream chỉ còn có 350 thôi. 350 một cây này mọi người nha. Ai lấy thì mọi người comment liền cho em luôn. 350 một cây, hàng cao cấp của em nha. Có hộp đầy đủ cho mọi người lựa chọn. Đây, em có hộp cho mọi người coi nè. Rất là đẹp, rất là sang và còn ngầu nữa nha. Đây, có hộp luôn. Trong hộp thì cái khăn nó có in Butcher B8000 cho mọi người luôn. Đó, chính hãng đầy đủ luôn nha. Butcher B8000 giá là 350. Ai lấy thì mọi người comment liền cho em là 8722 kèm theo số điện thoại. 350 một cây luôn nha. Đáp án đi chị ơi. Hải Nguyễn Văn ơi, Hiếu Nguyễn Văn ơi, em chưa comment đúng đáp án nên chị chưa công bố được nha. Khi nào có người comment đúng đáp án, tôi sẽ ghim lại liền cho mọi người luôn ha. Ăn được không? Cái này hả? Cái này sao mà ăn được? Cái này cái kính mà. Rồi, 8722 dành cho những anh nam nào mình thích ngầu, thích manly, thích sang chảnh thì chọn mẫu này cho em. 350 một cây, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn, khi giao hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn nha. Chốt cho anh Trung Trực một cây 8722, ok anh Trung Trực luôn nha. 350 một cây, phí ship 30k Trung Trực nha. Em chốt cho Toàn Lê Văn một cây này luôn, ok anh Toàn Lê Văn luôn. 350 một cây cho Toàn Lê Văn luôn nha. Tuyết Nhi Hồng Trịnh, ok Tuyết Nhi Hồng Trịnh một cây luôn nha. Ok, bạn Tiết Nhi Hồng Trịnh một cây luôn nè, 350 em nha. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Cái form này là form kính cao cấp mọi người nha. Đây, rất là đẹp luôn, thấy chưa ạ? Rồi, bây giờ mọi người tranh thủ comment liền cho Túc luôn. Xe gì mà không có động cơ mọi người nha. Xe gì mà không có động cơ mọi người ơi, nhưng mà vẫn đi nhan nhản ở ngoài đường luôn. Đi đâu cũng thấy hết trơn. Xe bản kem mốt là dài kính nữ không viền Trúc ơi. Dạ ok chị Thiên Hà, tạm em lên kính nữ không viền liền cho chị coi luôn nha. Kính nữ không viền lên cho chị coi luôn nè. Chị ơi, chị thích cái form này không? Em lên cho chị coi là form hình lục giác nha. Có mã là 6851. Thì cái cây 6851 này là chuyên dành cho nữ. Các anh nam mình không mang kính này được đâu. Mình chỉ có thể là mua kính này về tặng cho bạn gái thôi nha. Kính này đi ngày đi đêm được luôn. Trồng nó không phải là trồng nhựa, không phải là trồng meca, mà là bằng trồng thủy tinh hữu cơ. Hello anh Nam Tô ạ. Xe đạp sai rồi anh Nam Tô, 4 chữ lận mà. 4 chữ lận, đáp án có 4 chữ. Kính này mã của nó là 6851, 400k sale 180 duy nhất cho những ai comment nhanh nhất cho em luôn nha. Kính này em còn đúng 4 cây duy nhất thôi dành cho các chị nữ. Các chị nữ có thể là mang đi ngày đi đêm được luôn. Trồng thủy tinh hữu cơ chống tiêu về chuẩn 400 không sai một ly nha. Rồi, mọi người nhìn nha, nhìn nha. Cái trồng của nó có 2 tầng, một tầng nhám, một tầng trong như vậy. Thấy không ạ? Xe bán cà rem là sai rồi. Đây chồng của nó nhìn nó là hình tròn nhưng thực chất không phải là hình tròn mà là hình lục giác. Khía cạnh nó rất là sang nha. Những chị nào mặc mà dài dài mình nên mang cái mẫu này, hoặc là mẫu vuông vuông. Mặc vuông vuông thì mình mang kiểu này rất là hợp luôn nha. Hàng cao cấp kính nữ đi chút. Dạ ok chị Tiên Hà, phạt em lên kính nữ cao cấp cho chị nha. Mẫu kính này 180 mọi người nha, có hộp đầy đủ cho mọi người. Mã là 6851 một cây. Rồi em lên cái kính cao cấp cho chị coi luôn, nhức đầu quá. Đây, kính cao cấp thì sẽ có hộp kèm theo, đó là hộp chính hãng Cushy cho chị luôn nha chị yêu ơi, Thiên Hà Phạm ơi. Đây có hộp Cushy đầy đủ cho chị, trong đây có hộp có khăn đầy đủ luôn. Đây là cái kính này trồng Polaroid nha. Trong này là trồng Polaroid nè. Em đang mang cho chị coi đó. Nhưng mà cái kính cao cấp thì nó toàn là có viền thôi, chứ không phải là không có viền, chứ không phải là nó không viền chị nha. Xe bán hủ tiếu là sai luôn, xe bán kẹo kéo là sai luôn rồi ạ. Trong này mình đi ngày đi đêm cũng được luôn, chống trời, chống rơi vỡ, chống bể cho mọi người. Cái viền của nó là viền bằng nhựa cao cấp mọi người nha. Trong này là trồng Polaroid.
Mọi người nhìn nè, có logo của Chanel ở lộn Gucci ở đây cho mọi người. Bên trong còn có một lớp vải của Gucci nữa nha. Nó trong veo như vậy, mọi người thấy không? Càng này là càng to nha. Chống tiêu UV thì chuẩn 400 luôn, chống tia phân cực nữa. Cái kính này mình có thể là chống tia phân cực nữa mọi người ơi. Đây em mang cho mọi người coi, cái form của nó là form hình cong như vậy. Cho nên khi mà mình mang nó cong như vậy nè, mình mang vô sẽ ôm sát mắt của mình luôn. Em mang cho mọi người coi nha. Rồi, kính dưới là không có bán luôn đó anh Vũ Hành ơi, kính dưới là hàng trưng bày mà sao bán được cho nội. Màu kính này mang lên cực kỳ sáng da, mã của nó là 3660, 500k một hộp. 500k một cây này chị yêu nha. Nhưng hôm nay em sale còn 250 thôi. Hello chị Túc, chị chúc chào hết như bảo luôn nha. Rồi, mẫu kính này 3660, 250 một cây dành cho các chị nữ. Ai thích mẫu này thì comment liền cho em luôn nha. Xin lỗi tay là sai, tránh hổ anh gặp bất ngờ gì đó anh ơi. Rồi, 3660 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn là chị Thiên Hà tạm ơi, chị lấy mẫu này không ạ? Mẫu này mang vô là cực kỳ sang, ra nắng á, nó chống chiếu chống chói cho chị luôn. Đi ngày thì chống chiếu chống chói nắng mặt trời, đi đêm chống chiếu chống chói chống lá đèn xe luôn nha. Có kính nào chống lé không em? Chính chết luôn á. Em ơi có kính gọng cao cấp nhỏ không em? Lý Nguyễn Phương ơi có kính cao cấp gọng nhỏ không em? Dạ kính cao cấp thì hiện tại em hết cái kính gọng nhỏ rồi chị ơi, còn có mỗi mẫu này thôi. Bây giờ em lên cái kính gọng nhỏ khác cho chị coi, chị có ưng không nha. Đây em lên cái kính khác cho chị coi mẫu nữ. À các anh nam ơi, các anh nam thích em lên kính nam thì comment cho em liền luôn đi, để em lên kính nam cho các anh coi luôn nha. Xe đậu tay là sai. Đây mọi người nhìn nè, cái form kính này dành cho nữ là form hình tròn. Tròn là tròn mắt mèo nha, mắt mèo nhưng mà nó không xếp lên mà nó là hình tròn bầu rất là sang. Bên trong của nó là như vậy, có chữ thơm rau ở đây cho mọi người. Từ đây xuống đây được làm bằng titan, cái gọng của nó nha. Không hề bong, không hề chóc, không xét và không gỉ. Cuối kèn kính còn có màu ở đây cho mọi người nữa, thấy chưa ạ? Rồi, em mang cho mọi người coi nha. Chống tiêu UV chuẩn 400 luôn, đây là mẫu kính này đây. Sang chảnh cực kỳ, có chữ thơm rau ở đây, 400k một cây chị ơi. Chỉ thấp hơn cái kia 100k thôi. Hôm nay em sẽ còn 180 cho mọi người, 180 mã kính này nha. Mã kính này có mã là nhiêu đây? À, 9324. Cái 9324 này rất là sang luôn, anh Nam tôi là cái này luôn, anh Nam tôi đẹp lắm luôn nè, 9324 luôn nha. À cái kính cao cấp nữ em còn cái này nữa mọi người nha. Mua qua tối nay sao ghé em lấy kính được hả? Mưa quá tối nay sao? Thì tối nay không mưa thì anh qua, còn mưa thì thôi chứ không qua bệnh sao. Rồi, mẫu kính này cũng dành cho nữ là hàng cao cấp, nhưng mà hàng cao cấp đắt lắm. À, em còn một cái dành cho nữ nữa là kính chuyên đi đêm cho các chị nữ luôn, để em lên cho các chị coi nha. Rồi, mẫu kính này 9324, ai lấy comment liền cho em. Còn mẫu kính này em đang mang là dành cho cả nam cả nữ luôn, gọng nhỏ nha. Đi, kính này nè, mọi người nhìn nha, không đi đêm được nha, nó chỉ đi ngày thôi, không đi đêm được. Càng kính của nó rất là đẹp luôn, kính Armani có hộp đầy đủ, có logo Armani. Họa tiết ở đây nó sẽ trùng với họa tiết trên cái cầu kính, cầu màu vàng, cầu ngang, cầu cong, trồng bolero, chống trời, chống bể, chống vỡ cho mọi người luôn. Rồi, mã kính này là 0023 mọi người nha, khắc mã số trong đây đầy đủ, kính này là của Ý luôn ha. Rồi, 0023 kèm số điện thoại cho em, 900k sale còn 450. Đó là cái kính dành cho người chia sẻ livestream đó. Còn bây giờ ai thích kính này thì nhanh tay comment cho em là 0023 kèm theo số điện thoại luôn nha. 450 một cây, hàng cao cấp của em. Đây, khi mọi người mua hàng sẽ được coi hàng con có đúng như mẫu mã em đã like trên livestream không. Nếu như mà không đúng mẫu, không đúng mã thì thôi mọi người không lấy tiền, lộn mọi người không lấy hàng. Còn nếu như mà đúng mẫu, đúng mã rồi thì mọi người lấy hàng giúp em luôn ha. Đẹp lắm, thấy chưa ạ? Sang chảnh cực kỳ, nam nữ mang cũng được hết trơn, đặc biệt nó là dòng couple. À, có ship ra Bắc không em ơi? Dạ Liên Trương ơi, có ship ra Bắc luôn nha. Đứng lên chi vậy ông nội? Rồi, mọi người ơi, kính này 0023, ai lấy tranh thủ comment liền cho em nha. Chống tiêu UV là chuẩn 400 luôn. Xe ba bánh là sao luôn, xe ba bánh là có động cơ mà, phải không ạ? Ôi, ôi chết cha, cái này bị gì vậy? Hết hồn, thấy nó giật giật giật. Cái gì vậy? Đây, chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn nha. Mã là 0023 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn. 450 một cây có hộp đầy đủ luôn. Gửi đi chị ơi, ok chị gửi liền luôn nha. Bây giờ để sao mà gửi cho mọi người được đây ta? Đó là bây giờ gửi cho mọi người, chữ đầu tiên là chữ xe, chữ thứ hai là chữ bán mọi người nha. Xe bán gì đây, còn hai chữ thôi. Xe bán gì đây, mọi người tranh thủ comment liền cho tốt đi. Xe bán gì, mọi người tranh thủ bây giờ coi bao nhiêu lượt share rồi nha. Để coi coi các bạn có chia sẻ livestream thiệt là nhiều không nha. Hồi chưa chia sẻ livestream nhiều lắm mà sao bây giờ chắc bị chặn chia sẻ hết rồi chứ gì. Không có chia sẻ được luôn đúng không? Rồi mới có 548 lượt chia sẻ thôi, buồn quá các tình yêu ơi. Hôm nay mọi người tặng nhiều kính mà mọi người chơi game yếu quá trời yếu luôn á. Dạ em á hả Hoàng, Hoàng Tiền Tỷ ơi, tốt ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 anh ơi. Tắm hả? Không có cái này cho nên nó đổ tùm lum. Rồi, xe bán hủ tiếu là sai, xe bán nước mía là sai luôn nha. Rồi, mọi người comment liền cho chúc luôn nha.
Xe nào không có động cơ mọi người ơi. Cái kính mà Túp đang mang trên đầu của Túp là 900k một cây. Ngày hôm nay Túp sale cho mọi người còn 450, mã là 0023. Ai lấy mọi người tranh thủ comment liền cho Túp luôn nha. Siêu sang chảnh, siêu đẹp luôn. Rồi em chết cho chị Huyền Mỹ Phạm một cây luôn. Mỹ Huyền Phạm một cây luôn nha. Phạm Mỹ Huyền chứ hả? Phạm Mỹ Huyền một cây 0023, 450 chị yêu nha. Phạm Mỹ Huyền một cây luôn nè. Chị ơi, khi mà chị nhận được hàng chị kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền chị nha. Xe duyên là sai, xe bán kẹo kéo là sai, xe nước mía là sai, xe hủ tiếu là sai luôn. Em chốt cho chị Nguyễn Thị Nga một cây. Ok, chị Nguyễn Thị Nga một cây luôn nha. Nguyễn Thị Nga một cây luôn nè. Ok, chị Nguyễn Thị Nga. Hằng Binh Bông một cây 0023 cho Hằng Binh Bông luôn nha. Hằng Binh Bông nè, một cây này luôn cho Hằng Binh Bông 0023. Rồi, mọi người ơi, em sẽ qua mẫu tiếp tục cho mọi người coi luôn nha. Mẫu kính này bây giờ em lên cho mọi người coi, đó là kính nam đi ha. Em sẽ lên một dòng kính nam cho mọi người coi để mọi người dễ lựa chọn kính luôn nha. Rồi, em lên cái mẫu kính này cho mọi người coi nè. Đây là mẫu cái cung xì đâu rồi ta. Đây, mọi người nhìn nha, cái này ủa Long ơi, tự nhiên mất tiêu cái cung xì rồi. Dục lắm đó. Cung xì màu đen hết chị. Màu vàng. Đây bớt không mà dẹp bớt cái bớt này đi nha. Nè. Ờ, cho dẹp bớt cái này đi. Ủa sao vậy? Lâm la. Rồi, xe bán hàng. Ờ, nhưng mà nó khác chữ mà. Để em xíu nha. Con nghe bơi. Ủa? Alo? Em nghe anh Bi ơi. Dạ chưa đâu anh Bi ơi. Bây giờ em còn đang ở trong công ty nữa. Tầm ê, một xíu nữa mà em nhá máy cái là anh Bi chạy qua là em chạy qua là kịp luôn á. Dạ, cỡ tầm từ từ để em coi nha. Cỡ tầm 15 phút nữa. Thôi 20 phút nữa đi anh Bi, hãy đi. Ồ vậy hả? Dạ em cỡ tầm 4:15 là em tới á. Dạ nha anh Bi, em đang like. Dạ hẹn ở Đồng Văn Cống đi, em chạy qua em lấy. Đồng Văn Cống ngay chỗ ngã ba, ngã tư gì đó, ngã tư lớn lớn á. Thôi để em chạy lên kia cho anh Bi đi xa lắm. Để em chạy lên vậy nha, em đang like. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính này có tốt chuẩn bị lên cho mọi người nè. Cái chồng của nó là chồng thủy tinh hữu cơ. Thì đây là dạng kính Cushy, có logo Cushy ở đây cho mọi người. Chồng kính là chồng thủy tinh hữu cơ nha. Kính này đi ngày đi đêm được luôn. Cái viền của nó sẽ là như vậy, mọi người nhìn nè, có chữ Cushy ở đây cho mọi người luôn. Càng kính của nó được thiết kế bằng titan, không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Trong màu trà, viền màu vàng kim mọi người nha, rất là sáng bóng luôn, mọi người thấy chưa? Chống tiêu UV thì chuẩn 400 khỏi cần chỉnh. Bây giờ những ai comment liền cho em là 2025 kèm số điện thoại, em xem cái kính này từ 400.000 còn 149.000 sao sập sàn cho mọi người luôn đó. 2025 kèm theo số điện thoại nha. 400k sale còn 149k, em có màu đen cho mọi người lựa chọn nữa. Thì hai mẫu này mình đều đi ngày đi đêm được luôn. 149k liền luôn nha. Xe bán bánh mì thấy không? Thấy em không em ơi? Thấy nè Thắng ơi. Ê, nghe mùi khét quá trời kìa Long. Xe bán hàng rong là sai, xe bánh mì là sai, xe bán tình dục ở cho nội Hồ Tân này, cưng là nít quỷ hả? Rồi, mọi người ơi, 2025 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn nha. 149.000 một cây, ai lấy comment liền cho em luôn. Chúc cho chị Lan Nguyễn một cây này luôn, 2025 cho Lan Nguyễn một cây luôn nha. Chúc cho Hiếu Hòa 2025 149.000 một cây cho Hiếu Hòa, ok nha. Rồi, Giang SB luôn, ok Giang SB luôn nha. 149.000 cho Giang SB, bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Khi mọi người nhận được hàng nhớ kiểm tra hàng cho em luôn nha. Bị ẩn rồi hả? Anh bị ẩn rồi hả? Quang Thắng ơi, không thấy comment của Quang Thắng comment gì luôn, mới thấy là xe bán bánh mì thôi, chưa có thấy gì hết trơn đó. Rồi em chốt cho Thủy Điện Lạnh luôn nha. Ok anh Thủy Điện Lạnh luôn nè. 149k 2025. Mọi người ơi, nè nhớ nha, comment cho em là chung một màu luôn nha. Comment cho em là 2025 kèm số điện thoại kèm màu cho em luôn. 149.000 một cây, có bảo hành cho mọi người đầy đủ luôn. Em chốt cho chị Trang Nguyễn Huyền luôn nha. Nguyễn Huyền Trang một cây này luôn nè. Trang Nguyễn Huyền một cây này luôn, 149k một cây. Em chốt cho chị Anh Túc một cây luôn ha. Ok anh Túc là tên em luôn đó. Anh Túc một cây này luôn nha, 149.000 một cây. Rồi, mã kính này ai thích nữa thì tranh thủ comment lên liền cho em là 2025 kèm theo số điện thoại luôn. Xe bán hàng rong là sai luôn mọi người ha. Rồi, bây giờ em sẽ, nãy giờ chưa có ai đánh trúng hết trơn á. Bây giờ em sẽ công bố trực tiếp trên livestream cho mọi người comment luôn. Mọi người comment cho em liền luôn đáp án luôn nha. Sau đó sẽ lướt comment chọn ngay ra người may mắn luôn. Đây, cây xe bán trái cây mọi người nha. Đáp án là xe bán trái cây. Nãy giờ chưa có ai đánh trúng hết trơn. Bây giờ mọi người đều comment cho em là xe bán trái cây. Để em lướt comment chọn ngay ra người may mắn luôn ha. Nam xài được không?
Nam xài được luôn Trần Sử ơi, cái này là kính dành cho nam nữ luôn anh nha. Đây em mang lại cho anh coi nè, mã là 2025, 149k một cây. Mọi người comment cho em là xe bán trái cây luôn ha. Mẫu kính này 2025 kèm theo số điện thoại, Trần Sử lấy comment liền cho em luôn nha. Đẹp tuyệt vời, đẹp cực kỳ luôn đó anh ơi. Đây có 149.000 thôi, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn, khi mua hàng được quyền kiểm tra hàng luôn ha. Hello anh cà phê trong suốt luôn nha, cà phê trong suốt nãy giờ comment không ạ? À? Kính nam hay nữ vậy em? Dạ gái Lê ơi, cái kính này nè chị ơi, màu vàng thì nữ mang được, còn màu khói như vậy thì mang nó sẽ hơi ngầu. Kính này là dòng unisex, cả nam cả nữ mình mang được chị nha. Dòng này là dòng đôi đó chị ơi, mang couple được luôn. Rồi mọi người nha, mọi người comment cho em mã kính này là 2025 cho anh Trần Sự. Trần Sự cho em xin số điện thoại luôn đi anh ơi, để em chấp hàng cho anh luôn nha. Chị gì đó ơi, gái ơi, chị cho em xin là số điện thoại với lại cái mã của nó là 2025. Ok Trần Sự, em chốt cho anh là 2025 luôn nha. 149.000 một cây, rẻ lắm luôn anh ơi. Em đang sale đó, từ 400k mà chỉ còn 149k thôi. Trần Sự ơi, phí ship là 30k ngoại thành, 20k nội thành anh nha. Rồi mọi người comment liền cho em là xe bán trái cây để em lướt comment mà chọn ngay ra người may mắn. Em chỉ tặng kính này cho những ai ok anh Trần Sự, tôi có thấy rồi anh ơi. Bây giờ em chỉ tặng kính này cho những ai có chia sẻ livestream trước khi em công bố, trước khi mà em đọc đáp án lên nha. Còn những ai mà em chọn rồi mới chia sẻ vừa xong là không tính mọi người ha. Thì cái kính mà tặng mini game ngày hôm nay sẽ là mẫu kính này đây. Nếu như là nam thì tặng kính 500k như vậy, giá của nó là 500k một chiếc. Kính này Ray-Ban. Còn nếu như mà nữ trúng thưởng thì em nãy tặng một kính nào cho nữ trúng thưởng em quên ta. À, kính nữ trúng thưởng thì sẽ tặng cho mọi người đó là kính này 8060 dành cho ai chơi mini game nha. Rồi ok chưa ạ? Rồi đã chia sẻ ok Hiếu Nguyễn Văn luôn ha. Bây giờ em chuẩn bị lướt comment cho mọi người liền luôn. Xe bán trái cây nha. Bây giờ là lướt comment liền coi ai là người nhận được kính luôn nha mọi người ơi. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa nè. Xe bán trái cây là sai rồi. Lướt nha, lướt nha. Đây mọi người nhìn nha. 10, 9, 8, bóc trúng cái đáp án là xe bán trái cây mới hợp lệ nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ở giữa hai người này em không biết chọn ai hết trơn á, cho nên em sẽ qua mẫu nha, em sẽ qua cái lần comment nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ta? Wow, một dọc luôn toàn là ổng không thôi. Quang Thắng comment xe bán trái cây ok, còn comment thêm hình nào là cam, là quýt, là ớt, là tà le, tùm lum đào gì tùm lum nha. Ok, anh gì đây, anh Quang Thắng ơi. Quang Thắng ơi, comment cho Túc Túc là trúng thưởng kèm theo số điện thoại luôn nha. Trời đất ơi, một dòng nè, trời đất ơi, toàn là ổng không luôn mấy lì ơi ha. Rồi ok, Quang Thắng comment cho em là trúng thưởng kèm theo số điện thoại. Còn bây giờ em sẽ coi coi trên hệ thống đã gửi kết quả về, coi bạn nào chia sẻ livestream nhiều nhất luôn nha. Bạn này là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn. Ủa? Có lộn không vậy Quang? Hỏi lại coi, ủa hồi hướng dạ, Samatha dạ. Này hôm qua trúng rồi mà, cái gì vậy? Ủa? Nhưng mà hướng Samatha vẫn là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn. Rồi, mọi người ơi, bạn này nha mọi người nha, hướng Samatha rồi đất ơi. Chia sẻ hôm nay là lần thứ hai mà hướng Samatha trúng thưởng rồi nha. Hệ thống gửi cho chút là bạn hướng Samatha mọi người nha, là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn. Ok nha. Rồi, hướng Samatha inbox cho Trúc liền, nói là trúng thưởng giải xe nhiều nhất luôn. Ok nha, hướng Samatha. Hình như là cái livestream hôm qua hả ta, để em coi coi hướng Samatha là hồi nào trúng thưởng vậy. Ồ, mà bây giờ share lần nữa mới ghê chứ. Rồi, ok tình yêu của em luôn nha. À, trúng thưởng, ok Quang Thắng luôn nè. Rồi, người chia sẻ livestream nhiều nhất là người được trúng cái kính Trúc đang mang trên đầu của Trúc luôn nè. Giá của nó là 900k một cây, xe phòng 450 nha. Rồi, hơi bị thích luôn ha. Bây giờ mọi người thích Trúc lên dòng nữ hay dòng nam và kính cao cấp hay là kính giá tầm trung. Mọi người comment lên cho Trúc luôn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bán kính mọi người ha. Cảm ơn em gì nhé. Dạ không có gì anh ơi. Cảm ơn anh đã tham gia mini game với em luôn nha. Bây giờ em sẽ lên mẫu kính khác cho mọi người coi. Mọi người thích giá tầm trung hay là thích giá cao cấp thì mọi người comment lên. Em sẽ lên mẫu kính nam. Mẫu kính nam em có mẫu kính này được làm bằng gỗ mọi người nha. Mọi người nhìn nè. Cái kính này mặt trước của nó màu đen, viền màu đen, tròng màu đen, trên đây càng kính của nó là càng kính ngang, càng kính cong như vậy, ngang lớn, ngang nhỏ nha. Rồi, mọi người nhìn nha, ở bên trong có chán lớp phản quang như vậy. Nữ đi chị tóc ok lệ khai chị lên nữ liền nha. Bên trong chán phản quang như vậy cho mọi người luôn. Kính này ở đây là bằng titan, màu vàng đều làm titan. Ở đây có gỗ, có chữ là Boucher cho mọi người luôn. Dòng kính này có thương hiệu là Boucher mọi người nha. Em mang cho mọi người coi nha. Mẫu kính này đang có giá là 700k một cây. Ngày hôm nay em xem chỉ còn có giá là 350 thôi. Ai lấy mọi người comment liền cho em luôn được không ạ? Thôi giờ chuẩn bị đi rồi. Mập lắm, chị đang nhẩm cơm, không được uống đồ ngọt. Gì?
Thôi mập lắm, không muốn đâu. Rồi, mọi người ơi, mã kính này nha, có giá là, có mã là 8819 kèm theo số điện thoại liền luôn. Giá của nó là 350 một cây mọi người nha. 350 một cây 8819. Còn nếu như mọi người thích cái chồng của nó nhỏ hơn thì mọi người có thể là chọn cái cây này đây, 8814, y chang như vậy luôn. Có điều là nó chỉ có một cái cầu kính thôi, nó không có cầu kính trên đây, nó có cầu kính ở dưới thôi. Bắt hai cái kính này vô thôi, thấy chưa ạ? Mã của nó là 8814 mọi người nha, 350 một cây. Khi mọi người mua hàng á là sẽ được tặng cái hộp voucher như vậy luôn nè. Đó, tặng hộp voucher, tặng khăn đồ này nọ kỹ lưỡng cho mọi người luôn, và sẽ được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn mọi người nha. Rồi, bây giờ Túc Linh tiếp mẫu nữ mà cái gương mặt nhỏ cho Lệ Kha coi luôn ha. Bé Lệ Kha ơi, trai em ơi, đúng rồi Hiếu Vũ ơi, thì cái kính đây là trai nè anh ơi, mẫu kính này dành cho nam nha. Nam mang kính này rất là ngầu, rất là đẹp, 350 một cây. Mã là 8819 nếu như là chồng to, còn chồng nhỏ là 8814 kèm theo số điện thoại liền cho em nha. 350, chống tiêu UV thì chuẩn 400, khỏi cần phải bàn luôn. Mọi người yên tâm, bên shop em bán kính lúc nào cũng chống tiêu UV chuẩn hết á, cho nên mọi người yên tâm luôn nha. Rồi, bây giờ tốt qua mẫu kính nữ cho bé Lệ Kha coi luôn ha. Kính nữ mà phong mặt nhỏ nè, chị nghĩ là em mặt cũng nhỏ đúng không Lệ Kha ơi? Rồi, chị Túc lên kính này cho em là 3028, cái cây 3028 như vậy. Ồ, thương quá, thương quá bé yêu ơi. Hẹn em cái live stream tối nay là 7:45, em vô chia sẻ tiếp nha. Rồi, mọi người ơi, kính này là 3028, mã kính này 400 xe 180. 400k xe 180, ai lấy mọi người comment liền cho em luôn. Kính này dành cho nữ, form mắt mèo hình bầu như vậy. Trong này được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ. Bên đây mọi người nhìn nha, nè ngay chỗ này nè, nó sẽ có cho mọi người một cái chữ là Ray-Ban được khắc tia laser, thấy ngay chỗ này không? Rồi, ở đây có chữ Ray-Ban màu trắng khắc tia laser cho mọi người. Bên ngoài màu nâu nhưng mà bên trong là màu trắng như vậy nha. Gọng của nó là gọng kim loại. Đó, kính này hiệu Ray-Ban dành cho nữ, 181 cây. Ai lấy mọi người comment liền cho em gọng nhỏ như vậy, rất là sang luôn mọi người thấy chưa ạ? Thì mẫu này nè, em là nhỏ đó Lệ Kha ơi, em mang cái kính này sẽ rất là dễ thương cho em luôn nha. Trẻ trung và còn năng động nữa. Rồi, Túp lên kính khác dành cho nữ cho mọi người luôn nha. Kính nữ nữa đúng không? Thì cái cây này nè, 2025 có màu tím dành cho nữ nữa nha. Đây. Ồ, mẫu này là mẫu boss là 2021. Mẫu này mẫu boss mọi người nha. Đây, cái viền của nó là như vậy, mọi người thấy chưa, sáng bóng cực kỳ. Ở đây có chữ boss cho mọi người luôn. Trong này trồng thủy tinh hữu cơ. Viền này trên đây là viền màu màu trà mọi người nha, viền màu trà. Trồng này là trồng màu khói nè, là màu tiếng khói rất là đẹp. Em mang cho mọi người coi phong công như vậy, cho nên giá của nó đang sale còn 149.000 một cây thôi. Mã của nó là 2021 kèm theo số điện thoại cho em nha. Nữ mang rất là sang luôn đó ạ. À, rồi, ai lấy mẫu kính này thì mọi người comment liền cho em là 2021 kèm theo số điện thoại, 149.000 một cây mọi người nha. Sang lắm luôn. Ôi mọi người ơi, mọi người thấy Túc đang live stream không ạ? Không biết sao mà comment đứng thấy chưa? Em mà công bố mini game một cái là mọi người đi ra hết trơn à. Mọi người không chịu mua kính nữa nè. Mọi người không chịu ngồi nói chuyện chơi với Túc Túc luôn. Túc Túc thiệt là buồn. Mọi người ơi, ai còn thấy Túc thì mọi người tranh thủ comment lên cho Túc coi luôn nha. Để Túc thấy mọi người luôn nè, để Túc tiện tương tác với mọi người luôn. Tại vì bây giờ Túc thấy mọi người đó là không có comment gì hết, bị ngưng rồi, đứng live stream rồi. Có rất nhiều người vẫn đang xem mà, nhưng mà sao mọi người không comment gì hết trơn á? Em thấy bị đứng comment, em không thấy comment gì hết trơn, giống như em nói chuyện một mình em buồn quá. Em khóc nha, khóc đây, hu hu. Rồi, mọi người ơi, mọi người thích em lên kính gì nữa thì mọi người comment lên cho em được không ạ? Cái cây kính này nè là nữ nha, chống tiêu UV chuẩn 400 cho mọi người luôn, dành cho nữ. Rồi, mọi người thích cái kính nào nữa không ạ? À, em lên cái kính này là form đơn giản, đơn giản trẻ trung dành cho nam. Đây, kính này nha, form Hàn Quốc, ở đây có chữ Gucci cho mọi người. Đó, mọi người nhìn nha, rất là ngầu luôn. Lệ Kha bình thường mà chị ơi, nhưng mà chị không thấy comment gì hết trơn, không biết mọi người đi đâu hết trơn á. Rồi, Túc mang cho mọi người coi form này rất là ngầu luôn. Nam nữ mang cũng được hết trơn, đi cả ngày cả đêm vì nó rất là sáng nha. Mình đi ngày, đi đêm đều được hết trơn, thấy chưa ạ? Rồi, mẫu kính này có mã là như ta R90 mọi người nha, R90. R90 mọi người ơi, lộn lộn 364, mọi người comment cho em là 364. Kính này 181 cây, 364 nha. 364, 181 cây, gọng của nó là gọng nhám như vậy, mọi người thấy chưa? Rất là đẹp luôn, chống tiêu UV là kính mới cầm, mã mấy vậy chị? Kính chị mới cầm, mã của nó là 3028 em nha. Đây, chống tiêu UV chuẩn 400 nha. Không, nó nghe là lông. Đấy, đọc đi. Rồi, mọi người ơi, 3028 gì vậy? 3028 à?
Nè, ba con 2 tháng là tính là mình. Còn hết rồi. Còn hả? Rồi, cái này chồng nhỏ như vậy là 3028 nè. Lệ Kha ơi, em lấy kính này em comment cho chị Túc 3028. Còn cái kính màu khói này á, màu tím khói này mà của nó là 2021, 149.000 một cây nha. Lên kính nữ, lên chị lên kính nữ đi hả? Kính nữ nè Trang. À Trang Vương ơi, Túc lên kính nữ cho mọi người coi nha. Rồi, bây giờ mọi người chuẩn bị nhìn nha. Em sẽ lên một mẫu kính nữ rất trẻ trung đúng không? Lên kính mà trẻ trung cho các tình yêu của Túc coi luôn ha. Đó là mẫu kính màu hồng như vậy nha. Kính bé hả? Kính bé chị Túc không có kính bé, chị Túc có kính của người lớn nhưng mà size nhỏ thôi. Đây là kính này nha, hồi nãy uống nước chảy lên kính nè. Kính bé là kính nào, kính em bé hay là kính dành cho gương mặt bé, comment rõ rõ lên cho Túc coi đi nè. Trang Vương ơi, mẫu kính này Túc đang mang cho mọi người là 180 một cây, giá gốc 400k tại shop. Trên đây có một cái viền ở trên trong, ở bên trong rất là đẹp luôn, có đến hai hạt đá ở đây cho mọi người nha. Kính này có hiệu là LV, giá của nó là 180 một cây. Dạ, anh ơi có luôn anh ơi. Đây kính này em đang mang là kính dành cho nữ, còn kính thời trang nam em cũng có luôn nha. Mẫu kính này em đang lên cho mọi người là đi ngày đi đêm đều được luôn. Màu hồng với lại màu khói phối với nhau mọi người nha. Trồng ombre tự động sang nhạt, màu hồng qua màu khói. 181 một cây, cái viền của nó nằm bên trong. Thấy chưa? Mẫu kính này thì phù hợp với tất cả các lứa tuổi là teen nè, teen và trẻ trung nha. Rồi, ai lấy cái này thì mọi người comment liền cho em luôn ha. Đó, mã kính là LV, mọi người chỉ cần comment cho em chữ L với chữ V kèm theo số điện thoại 181 một cây. Rồi, em lên tiếp một mẫu cuối cùng nữa thì dành cho nam là hàng cao cấp bên em luôn ha. Thì cái kính này sẽ là cái mẫu này đây, mọi người nhìn nha. 8503 dòng watcher cao cấp bên em, form giọt nước. Bên trong của nó nè, có chén một lớp phản quang cho mọi người, màu xanh ở đây rất là đẹp nha. Màu xanh, gọng của nó là như vậy. Từ đây xuống đây sẽ có chữ watcher ở đây cho mọi người. Màu vàng ở đây, từ đây xuống đây sẽ bọc một lớp cao su rất là êm ái luôn. Còn ở dưới đây nữa sẽ có một miếng kim loại cho mọi người nữa nha. Mã này mở ra mở vô được luôn. Rồi em mọi người ơi, mẫu kính này em sale còn 700k, sale còn 350, ai lấy mẫu này comment liền cho em hết lên Thiên Nhi nha. Mọi người comment liền cho em luôn đi ạ. 8503 kèm theo số điện thoại cái cuối cùng mà em livestream cho mọi người coi là mã này nha. 8503 kèm số điện thoại liền cho em. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k, hóa đơn trên 500k miễn phí ship. Khi mua hàng sẽ được kiểm tra hàng và ok rồi mới thanh toán tiền, được không ạ? Sẽ được bảo hành tới 3 tháng cho mọi người khi mọi người mua kính bên em luôn nha. Mã kính này 8503, kính bẻ gãy đó hả? Kính gấp. À, kính gấp đây nè, tình yêu ơi, bé Trang Vương ơi, Trang Vương ơi, kính này kính gấp em nha. Kính này có thương hiệu là Ray-Ban. Đây mọi người nhìn nha, có chữ Ray-Ban trên đây. Rồi, cái tròng của nó sẽ là tròng thủy tinh ở bên trong nha, mở ra mở vô được luôn. 1000 lần cũng không bị bể luôn ha. Kính này là kính gấp lộn không bị gãy nha. Còn tròng này nó là tròng thủy tinh mọi người ha. Giống như là cái miếng thủy tinh vậy đó. Đây, gấp lại như vậy được luôn. 500k sale còn 250 tròng thủy tinh. Ở đây nha, có chữ Ray-Ban cho mọi người, nem kẹt tháo ra cho em. Ở bên đây có khắc tia laser chữ Ray-Ban luôn, rất là đẹp. 250 một cây, mã là kính gấp, chống tiêu UV chuẩn 400. Cái mẫu kính này nè, mình đi ngày đi đêm được luôn. Mọi người nhìn nha, nó rất là sáng, đi ngày đi đêm đều được luôn. Gấp lại được cho nên mình đi du lịch sẽ rất là thuận tiện. Mẫu này nam nữ mang được hết trơn. Mẫu kính này là kính gấp mọi người nha. Ai lấy comment liền cho em hai chữ kính gấp kèm theo số điện thoại. 250 một cây, bảo hành 3 tháng, giao hàng tận nơi, cho kiểm tra hàng, ưng ý mới lấy tiền. Không ưng ý thì thôi, không lấy tiền luôn ha. Mã này kính gấp mọi người nha. Rồi, bây giờ mọi người ơi, em sẽ xin phép mọi người là sẽ kết thúc live stream luôn ha. Chúc các tình yêu của Túc Túc ngày mới vui vẻ luôn nha. Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ và 7:45 tối nay Túc sẽ live stream. Có gì mọi người vô mọi người chơi với Túc nữa nha. Bye bye mọi người.